swap USDT sang BUSD trên sàn Binance. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây tôi đã đăng nhập sẵn vào tài khoản sàn Binance. Ngoài chức năng chơi thông thường thì quý vị có thể swap rất chi là nhanh và hiệu quả, chi phí lại rất thấp. Tôi sẽ vào trang chủ, chọn vào cái phần thêm, chọn tiếp vào farming swap. Ô thứ nhất tôi sẽ chọn là USDT. Dòng thứ hai tôi sẽ tìm và chọn vào BUSD. Nhập số lượng vào cái ô thứ nhất hoặc chọn tối đa. Một giá trị tương đương sẽ được hiển thị bên dưới. Vì đây là hai stablecoin nó neo giá với lại USD, cho nên độ trượt giá rất chi là thấp. Quý vị swap kiểu này rất chi là nhanh, hiệu quả. Đây là phí swap 0,15%. Phí thì quý vị có thể sử dụng BNB để làm phí. Ok, tôi sẽ chọn vào swap. Đã swap thành công. Quý vị có thể vào xem lịch sử và kiểm tra lại trên ví. Nó đã về BUSD. Rồi, và quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo cái mã được hiển thị trên màn hình hoặc lấy cái đường link đăng ký ở bên dưới video này để nhận được phí giảm giao dịch khi chơi trên cái sàn Binance. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.